ngày 21 tháng 9, cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vào tối ngày 20 tháng 9, đội quản lý thị trường số 12 phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, công an quận 12 và công an phường Thạnh Xuân quận 12 kiểm tra điểm kinh doanh chứa trữ hàng hóa trên đường TX43, khu phố 3, phường Thạnh Xuân quận 12. Qua kiểm tra, đội quản lý thị trường số 12 phát hiện 3.576 bánh trung thu hiệu BB San, loại 45 g trên một cái, Ngày sản xuất 15 tháng 7 2023, hạn sử dụng 90 ngày, tổng trị giá hơn 25 triệu đồng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh chưa xuất trình được các hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng hóa nói trên. Hiện tại toàn bộ số hàng hóa nêu trên đã bị đội quản lý thị trường số 12 thu giữ để xử lý theo quy định. Đối với mặt hàng bánh trung thu, tính từ ngày 23 tháng 8 2023 đến nay, các đội quản lý thị trường đã kiểm tra xử lý 8 vụ vi phạm về các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, tạm giữ 5.490 cái bánh trung thu các loại, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 72,2 triệu đồng, qua đó xử lý 4 vụ với số tiền 34 triệu đồng và buộc tiêu hủy 1.424 cái bánh trung thu, trị giá ước tính khoảng 35,5 triệu đồng. Cơ quan công an đang tiến hành điều tra, xử lý đúng quy định.